Be strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay sẽ trải nghiệm hồi toàn rồi anh em à. Đang tính đánh vòng sáng với lại liên kích theo yêu cầu của một bạn giấu tên, không phải giấu tên mà là một bạn comment trên kênh của mình. Cũng có một vài bạn khác thì cũng kêu là đánh với liên kích, nhưng mà tại vì là đánh liên kích mà gặp cái đội hình giao với lại team này thì nó hơi khoai, không có ghép được nhiều. Khi mà bị chém với lại bị team nó ăn vô thì có lẽ trận này chắc đánh vòng sáng solo với lăng kính đi, vì lên kia đánh lăng kính giao với team. Nói chung là để xem là lăng kính nó có vẻ như là sắp hết thời rồi, nên mà khi mà cái em bóng vòng sáng với lại cái em bóng laser, đặc biệt là cái em vòng sáng này ra thì cảm giác là đam nó rất là ảo, nó giống như là con lăng kính đời đầu đó anh em. Mà nếu mà anh em chơi từ hồi lăng kính nó mới ra thì có thể thấy là một con lăng kính 7 thôi, nhưng mà nó đép tới hiệp 8. Nhưng mà sau đó khi mà lăng kính nó ra một thời gian thì có vẻ như nhà phát hành đã bóp đam nó lại, nó chỉ còn tới, nếu mà lăng kính bây giờ lăng kính 9 cơ thì mới đỡ được tới hiệp 7, hiệp 8 nó bị bóp hẳn. Nếu mà anh em chơi từ đầu á, chơi từ đầu khi mà lăng kính nó mới ra thì cảm giác sẽ biết thấy là nó sẽ bị giống như là nó bị bóp hẳn luôn, nó không còn mạnh như hồi nó mới ra nữa. Thì cái này cũng dễ hiểu thôi anh em, mà những cái bóng sau này thì sẽ bị bóp lại để cho những cái bóng mới ra. Ồ, khúc này bị anh team nó bơm máu quá trời luôn nè, nhưng mà không sao, phá được. Thì cái con bóng vòng sáng này nó cũng sợ mê hoặc nha, nhồi máu hơi dữ đó. Thì nhưng mà để nhiều vòng sáng thì có lẽ là không, anh sẽ không sao. Khi mà một hai con bị dính thôi thì có nhiều vòng sáng nó cũng ok ha. Để xem là có chống được không. Thì trận này thôi, trận này mình sẽ mang liên kích coi như là làm màu thôi ha, sẽ không ghép liên kích mà đánh vòng sáng thôi, đánh toàn vòng sáng để solo với lăng kính xem là như thế nào. Ở đây thì vòng sáng 7, không biết bạn bên kia lăng kính bao nhiêu thì đến cuối trận chúng ta sẽ rõ ha. Thì ở đây thì đa số là lăng kính thì bây giờ mình nghĩ là nó cũng chuẩn bị về vườn rồi. Khi mà Esert với Đế Hoàng ra thì nó cũng hơi bị hụt, nhưng mà lúc đó đánh khống chế vẫn được. Nhưng mà bây giờ cái con vòng sáng ra nó giống như là cái phiên bản lăng kính thứ hai vậy đó anh em mà. Nó rất là ảo. Một con chỉ cần lăng vòng sáng level 7 thôi, nó đép tới 7, 8 rồi. Nó giống y chang luôn, mình thấy cái tình huống này nó giống lắm. Nó giống như là một cái gì đó nó đã lặp đi lặp lại ấy. Thì không ngoại trừ khả năng về sau thì cái con vòng sáng này nó cũng sẽ bị bóp đam ha, khi mà nó ra được một khoảng thời gian nhất định. Thì hồi đó lăng kính ra anh em xanh dữ lắm, tại vì đam nó to, đặc biệt là mấy anh đài anh nạp cho đi thua khỏi hỏi. Nhưng mà bây giờ nó lại ra con vòng sáng thì theo cảm nhận của mình thì có vẻ như là nó sắp về vườn. Nếu mà để mà nói mà đánh vòng sáng mê hoặc với lại dao đấu với lăng kính, mê hoặc với dao thì vòng sáng nó vẫn nhịn hơn nha, tại vì vòng sáng nó không cần ép ra đầu, nó bị dính mê hoặc nó phá dễ hơn, nó phá dễ hơn là cái con lăng kính. Lăng kính nó phải để những cái con ở ngoài rìa nó bắn, một khi mà nó dính mê hoặc là mấy cái con đầu là coi như là toang liền rồi. Về cái lực đam thì nó là bóng mới cho nên là nó đang đam nó đang hơi ảo so với con lăng kính. Lăng kính hồi xưa là thấy ảo rồi, nhưng mà giờ con này nó cũng ảo y chang vậy đó. Nói chung là mình thấy là cái kịch bản này nó quen lắm, không biết anh em chơi có để ý hay không. Thì bữa nay mình sẽ đánh vòng sáng không có khống chế nha, chấp bạn kia đánh khống chế luôn, mình chỉ đánh vòng sáng không thôi, thì để xem là bạn ấy có quấy rối được mình nhiều hay không ha, thử lựa xem thế nào. Thì sẽ đánh gọi là full vòng sáng đi, cố gắng lên full 3 vòng sáng. Còn liên kích thì mình nghĩ là ghép cho vui thôi, chứ không có ghép liên kích trận này ha. Mình sẽ làm một cái video về liên kích ở trận khác đi, khi nếu mà gặp những cái đối thủ đấu đam thì mình sẽ thực hiện thử. Nhưng mà có cái con liên kích này, nếu mà có trâu đi chăng nữa thì khoảng tầm hiệp 10 nếu mà ra những cái con âm dương á thì nó rất là dễ đi, tại vì nó cần phải giữ được liên kích nhiều con liên kích thì mới đam mới to được. Đánh với vòng sáng chủ yếu là để giữ giai đoạn đầu kiếm pp ghép thôi. Cái cách đánh thì nó cũng y chang như là đánh với Slot hay là mấy con khác thôi, kỵ sĩ đồ chẳng hạn, thì nó gắn giai đoạn đầu để kiếm cái lượng pp mà ghép liên kích thôi. Nó cũng không có gì gọi là quá đặc biệt ha. Thì ở đây mình đã lên
mình để cái con sao chép 4 này ở đây, nếu mà tí nữa mà cái con mê hoặc nó dính vô mà nó thấy hồi máu nhiều quá thì mình có thể phá được ha. Tại vì hiện tại thì mình chưa có định hình được là nếu mà con mê hoặc nó ăn được khoảng tầm bao nhiêu con thì nó sẽ bị bơm nhiều máu, nhưng mà bạn bên kia thì có vẻ lên lăng kích chấm cao rồi, lăng kính chấm cao, đâm ra là không có nhiều chỗ để mà ghép dao với tim ha. Nếu mà đánh mê hoặc không hoặc là dao không thì nó dễ ghép hơn một chút. Đó, ở đây thì cái con vòng sáng này nó phải chơi tới hiệp 8 anh em, mà hiệp 8 đó. Đây ra được hai con sao chép này, chắc là sao chép vô một cái vòng sáng nữa. Đó, một con bị, tuy là cái con vòng sáng nó bị dính mê hoặc nhưng mà mình cảm giác như là phải dính nhiều con cơ thì nó mới mới thấy sự thay đổi. Còn ở đây mình xây rất là nhiều vòng sáng cho nên bốn con dính rồi mà vẫn không thấy gì ha. Bốn con bị dính mê hoặc nhưng mà vẫn không không có cảm giác là bị nhồi máu nhiều lắm. Đó, rất là ok đó anh em ạ. Thì lăng kính mà nó dính mê hoặc là nó nhồi dữ lắm, đặc biệt là dính cái con lăng kính đầu cửa là nó bơm máu dữ lắm. Còn ở đây thì vòng sáng mình xây nhiều cho nên là dính một hai con thì nó cũng không thành vấn đề ha. Thì lâu lâu có dịp gặp lại lăng kính thì sẵn tiện mang cái bộ này thì đánh đấu đam thử xem vòng sáng với lại lăng kính. Thì nó vẫn phụ thuộc vào sát thương bạo kích nha, nó vẫn phụ thuộc vào sát thương bạo kích, nhưng mà mình thấy bạn bên kia nổ đam cũng rất là to đó, nghĩ là lăng kính cũng phải cao chứ không thấp đâu. Thì để xem là cái con vòng sáng level 7 này thì nó có chống được bóng đời cũ không. Thật sự là rất là ảo ha. Những cái con bóng mới mà đặc biệt là những cái con bóng mà dạng gây đam thì thường rất là hút khách, anh em cũng biết rồi chứ gì. Mấy cái bóng mới thì nó phải hút thì anh em mới gọi là chịu lì xì ra mới được. Thì cái con bóng này mình mở trong cái hòm hợp tác ha, hòm hòm đi K5 chứ không phải hòm hợp tác. Đây con âm dương ra nè, ở bên kia lên được lăng kính chấm rất là cao nha, một con lăng kính 7 ở cửa và những cái con lăng kính xung quanh cũng 5-6 rồi. Đây full bàn vòng sáng nè, y chang như đánh càn khôn ha. Lại có hơi hướng cảm giác như là giống cộng hưởng sai sai sai, nhưng mà thực chất đây thì nó rất là na ná nhau, bắn rất là khét. Khi mà một đống vòng sáng này nó nhồi vô thì bơm máu không kịp so với cái lượng máu mất đi của quái ha. Ở đây mình tiếp tục xây tiếp thôi. Mê hoặc của bạn này có vẻ như không cao lắm cho nên là cái hiệu ứng nó cũng không có lâu, nhưng mà khi nó ăn vô thì mình thấy là ăn vô khoảng tầm 3-4 con thì với cái lượng vòng sáng nó nhiều như thế này nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều ha, không bị ảnh hưởng nhiều. Hồi nãy có hai con vòng sáng mà bị dính hết á, thì nó mới gọi là vấn đề. Còn ở đây thì vòng sáng khá là nhiều, ngon đó anh em. Mà thì mình nghĩ là lăng kính thì bây giờ đoán là tầm, nếu mà lăng kính mà dạng lăng kính 9 10 thì khoảng tầm hiệp hiệp 8 là đuối đó. Hiệp 7 hiệp 8 là bắt đầu đuối dần rồi chứ nó không còn mạnh như xưa nữa. Đó thì có khả năng là bên kia tự đuối thì thua thôi, chứ còn mình thì mình đánh này là dạng đấu đam rồi, không có khống chế nha, đánh không có khống chế. Chứ còn hiệp thứ năm này mà có luồng sáng bút cái con bút cái skill bất tử thì thôi, bên kia đi chắc. Khúc này bút kiểu gì cũng kịp. Đó, bên kia mất một khoảng thời gian mới giết được con boss. Không sốc được. Hiệp thứ năm không thấy không sốc được. Tiếp tục con boss lửa ra này. Boss lửa hiệp thứ sáu nha. Thì khúc này liên kết ghép chơi chơi thôi, chứ còn để nhiều vòng sáng giao thì cũng không sợ, tại vì mình có tăng trưởng. Với lại đánh giao với lại mê hoặc nó hơi bị gọi là nó hơi bị bóp nhau. Anh em biết sao không? Tại vì khi mà mê hoặc nó dính vô bóng á, mà anh em lại đi ghép dao á, thì chả khác nào là con dao đó mà nó chém vô mấy cái bóng mà bị dính mê hoặc á, thì không khác nào là đi giải lời nguyền cho đội bạn cả. À, nó kỳ vậy đó. Đâm ra là đánh mê hoặc, mình nghĩ đánh mê hoặc với dòng chảy thì có vẻ nó ổn hơn. Nếu mà đánh dao thì nó hơi bóp xíu, phải tinh ý nha. Khi mà chơi mê hoặc thì đừng chơi dao. Còn khi chơi dao thì từ từ hắn chơi, hoặc là chơi hết đợt dao rồi hắn chơi mê hoặc. Chứ nếu mà vừa chơi mê hoặc xong các bạn chơi dao luôn thì nó dễ dính vào cái trường hợp là bút xong rồi lấy dao giải khống chế cho đội bạn luôn, cũng như không ha. Nói chung là đánh bóng nào kết hợp nó cũng phải có cái sự tinh tế anh em mà, chứ kết hợp tào lao đánh bậy bạ là nó chả khác nào đi bóp mình cả. Ở đây bên kia vẫn chém rất là nhiệt ha, ở kệ thôi không sao. Mình thấy là cái con vòng sáng này nó đang rất là trâu cho nên là
bên kia toàn là anh à, em để không, bên kia toàn là 5 6 7 chấm nha. Trong khi bên này 3 chấm là cao nhất. Nhưng mà chưa thấy có gì là đuối cả. Đúng là bóng mới bao giờ nó cũng ảo ma Canada. Đó, bên kia còn không sốc được con boss cơ mà. Bên mình là sốc con boss luôn, vẫn sốc được. Con boss tiếp theo là con boss đẻ thì thấy bạn bên kia là đuối lắm rồi. Không biết là có ăn thua hay không đây nhưng mà thấy đuối dữ dằn luôn rồi. Ok, nếu anh em coi video clip tới đây thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em có chia sẻ gì thì có thể để dưới phần comment. Mình đang thực hiện thử của một vài bạn yêu cầu đây, nhưng mà cũng phải gặp những cái anh bạn đánh đội hình phù hợp thì mới chơi được. Như trận này đánh liên kết thì coi như là hơi fail. Thôi trận này mình coi như là đấu đam đi, đấu đam giữa vòng sáng và lăng kính đi ha. Liên kết thì mình sẽ xin giữ ở hồi sau. Hồi sau mình làm lại. Bên kia đuối lắm rồi anh em mà. Hết cả BB nữa chứ, hết BB rồi. Nói chung là nếu mà để nhiều lăng kính thì vẫn còn đấu thêm, nhưng mà bạn ham ghép khống chế quá, đâm ra là một đam no hop rồi, đằng sau không có lăng kính nữa. Chịu rồi anh em mà. Chịu rồi. Thôi chắc thua. Nhìn là biết rồi, đằng sau có đam đâu. Hơi ham ha. Đó, đầu thoáng luôn rồi anh em, để xem lăng kính bao nhiêu ha. Lăng kính bao nhiêu mà lăng kính 9 đó chứ. Ok, chắc mình kết thúc video clip này đã. Hẹn gặp lại anh em những video clip tiếp theo. Bye bye. Thank you.